làm kem Oreo chỉ trong 5 phút. Hôm nay tôi buồn quá, phải kiếm cái gì đó làm cho bản thân vui mới được, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm kem Oreo. Mình sẽ vào siêu thị mua kem Oreo, sau đó tôi sẽ lén lét sữa của mẹ tôi nha. Và chúng ta sẽ cầm một cái túi zip cho hết tất cả các bánh Oreo vào trong này. Mình sẽ đập bánh Oreo cho nó bể ra, sau đó mình sẽ múc cho vào trong cái túi bánh hồi nãy. Các bạn nhớ cho vừa đủ thôi nha, tại vì tí nữa mình sẽ cho sữa vào, nếu như các bạn làm đầy quá thì sẽ không có cột được đâu. Sẽ tận dụng đũa ăn liền nhét vào trong này để làm que kem. Cột lại, sau đó mình sẽ bỏ vào trong ngăn đá của tủ lạnh. Bây giờ thì lên ngủ thôi, sáng mai sẽ có kem ăn. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái ly to toàn là bánh Oreo và marshmallow thôi. Theo công thức của tôi thì các bạn cứ cho một lớp bánh Oreo kèm theo đó là một lớp marshmallow. Cứ làm như vậy cho đến khi nào mà đầy ly sữa thì thôi nha. Sau đó các bạn sẽ trang trí bằng mấy cái bánh Oreo mini. Giờ thì mình sẽ bỏ vào trong ngăn đá, sáng ngày mai mình đã có kem ăn rồi. Mời Lem, hai cái kem của tôi nè, rất là ngon và béo luôn nha. Tôi sử dụng sữa tươi hỏng đường cho nên nó không có bị quá ngọt. Ây da, nhìn thì hơi hỗn độn đó, tưởng kem trộn nhưng mà thật ra đây là kem tươi nha quý vị. 10.000 thôi, em đã được quay trở về với tuổi thơ. Sáng hôm nay là một ngày em không có làm gì hết, được nghỉ lễ mà. Em uống một ly trà sữa sương sương ăn sáng, rồi kêu bạn em chở em đi qua Tân Phú ở thế giới kem tươi. Ôi ơi, đã lắm luôn á nha mọi người. Mọi người nhìn đi, ở đây cô bán rất là nhiều loại kem tươi luôn. Ở đây một ly kem to đùng như này chỉ có giá là 10.000 thôi. Cô sẽ cho kem vào trong ly rồi bỏ vào trong tủ đá nè, mấy bạn chỉ việc tới đây và mua về nhà. Ôi, cho con một cây kem tươi ăn liền tại chỗ nha cô. Ở đây cô bán siêu dễ thương luôn. Em mua 6 ly để mang về chụp hình. Chụp xong á thì kem bắt đầu tan ra, mình mới gói mang về. Nhưng mà cô nhất định là phải đổi ly mới cho mình đó mọi người. Cỡ cô siêu dễ thương luôn. Ở đây cô bán ngon nhất là kem phô mai, tiếp tới là kem matcha nha. Mua hết 6 ly mang về cho mẹ, nhanh nhanh lên, hỏng mấy kem nó tan ra nè. I love you bạc bạc cả nhà nha.